Trong thời gian vừa qua, một số vụ án đã được khởi tố, điều tra, xét xử, ví dụ như vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, vụ án người mẫu Trần Thị Ngọc Trinh, vụ án nhà xe Thành Bưởi gây tai nạn nghiêm trọng, làm 5 người chết, 4 người bị thương nặng. Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng đã khép lại với bản án 3 năm tù về hành vi cùng đồng phạm xúc phạm nhiều người. Bà Nguyễn Phương Hằng chấp nhận hình phạt, không kháng cáo. Vậy mà vừa rồi RFA loan tải bài viết của Nguyễn Anh Tuấn với cái tiêu đề xuyên tạc tráo trở, bóng ma chuyên chính. Cộng đồng mạng xã hội trong và ngoài nước không lạ lẫm gì blogger Nguyễn Anh Tuấn, một kẻ vong nô sống lưu vong tại nước ngoài, một đối tượng cầm đầu tổ chức Voice, tổ chức ngoại vi của Việt Tân cùng cặp với Phạm Thị Đoan Trang. Trịnh Hữu Long, hiện đang thụ án, là một tên phản động, chống phá, nhiều năm nay chuyên xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam. Mở đầu bài viết, kẻ Nguyễn Anh Tuấn này đã xuyên tạc, bóp méo sự thật, vụ bắt giữ bà Nguyễn Phương Hằng và người mẫu Ngọc Trinh. Sau đó là việc điều tra nhà xe Thành Bưởi, báo hiệu một bóng ma đang quay trở lại đời sống xã hội Việt Nam. Với tuổi đời còn non choẹt, hiểu biết chính trị thấp kém, chủ yếu ăn theo, nói leo, một con rối trong tay tổ chức khủng bố Việt Tân huấn luyện, nên kẻ này mới viết, trái lại, một nền chuyên chính vô sản, tức là lề lối quản trị xã hội bằng chỉ thị và nghị quyết của một đảng Leninist thì kém minh bạch và không thể đoán định, vốn là những điểm thù nghịch với kinh tế thị trường vì sẽ bóp chết mọi ý định kinh doanh và gây rủi ro cho mọi giao kết hợp đồng. Nói cho Nguyễn Anh Tuấn rõ, chuyên chính vô sản là một lý thuyết của chủ nghĩa Marx Lenin, là một bộ phận quan trọng của chủ nghĩa cộng sản khoa học. Đảng Cộng sản cầm quyền lãnh đạo nhà nước phải dùng quyền lực nhà nước trấn áp các thế lực thù địch phản động để tiến hành xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ đổi mới, trên cơ sở phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa đó là xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân, vì dân và thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. Nguyễn Anh Tuấn đừng có chơi chữ, kiểu nhập nhèm đánh lận con đen giữa hai khái niệm pháp quyền và pháp trị để đưa ra câu hỏi ỡm ờ, pháp trị hay chuyên chính vô sản. Pháp quyền là sự cai trị của pháp luật, còn pháp trị là sự cai trị bằng pháp luật. Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam đã khẳng định nhà nước ta là nhà nước pháp quyền, một loạt các nguyên tắc của pháp quyền như bảo vệ quyền con người, các cơ quan nhà nước kiểm soát lẫn nhau, tòa án phải bảo vệ công lý, cũng đã được Hiến pháp 2013 ghi nhận. Nguyễn Anh Tuấn cho rằng án của Đảng khi trích dẫn, ông Thưởng đã cho biết bà Phương Hằng cùng với nhóm báo sạch bị bắt vì thách thức đường lối, chủ trương của Đảng, một lý do không thể mơ hồ hơn. Ông Thưởng cũng đã tiết lộ những vụ án, vụ việc có liên quan đến chính trị, đối ngoại. Dư luận xã hội đặc biệt quan tâm thì xử lý theo đúng chỉ thị số 26 CTTVK của Bộ Chính trị và hướng dẫn 04 HDTVK của Ban Bí thư. Việc Thượng trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khi đó phát biểu chỉ đạo các ngành nội chính Việt Nam là hoàn toàn đúng. Thiết tưởng, Nguyễn Anh Tuấn nói riêng và RFA nên khép lại tiếng nói lạc lõng và hãy dừng lại ngay việc can thiệp sâu vào công việc nội bộ của Việt Nam. Tổng thống Mỹ Joe Biden với các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đã thống nhất là tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, đồng thời đề ra những phương hướng lớn cho hợp tác trong 10 năm tới và lâu hơn nữa. Một khi đã tôn trọng thể chế chính trị của nhau thì sao lại cứ để cho RFA vẫn ra giả chọc ngoáy vào công việc nội bộ của Việt Nam?